Giờ đây con xin kính mời cha Giuse Liên Hoàng là chánh xứ và cũng là cha linh hướng của hội cựu huynh trưởng chúng ta. Ngày hôm nay ngài cũng chia sẻ những cái tâm tình về chủ đề đồng hành với những gia đình gặp khó khăn. Con xin kính mời cha. Xin mời cha anh chị ta cùng. Thưa anh chị em, để có chủ đề đồng hành với những anh những gia đình gặp khó khăn thì trước hết chúng ta lặp lại một số vấn đề chúng ta thấy là Hội đồng Giám mục Việt Nam của chúng ta đã có một cái kế hoạch trong 3 năm, nhất là từ cái bức thư chung vào năm 2016 thì qua cái bối cảnh xã hội và các báo trước hết là qua cái bối cảnh xã hội về những cái thành quả đạt được về kinh tế, về xã hội cũng như chúng ta thấy được thì bên cạnh đó nó cũng có những cái là xuống cấp về thấy là cái tình hình phạm tội giữa các trẻ em, tức là cái tội phạm nó càng ngày nó càng trẻ mà cái mức độ phạm tội nó càng nặng ép. Rồi bên cạnh đó rồi có những cái kèm theo phá thai rồi tham nhũng, những tệ nạn xã hội khác kèm theo đó, là thấy những bối cảnh đó. Đó rồi về giáo hội thì giáo hội thì cũng luôn luôn là kêu gọi là bảo vệ cái môi trường, và những giáo hoàng có ra một cái công huấn về bảo vệ cái ngôi nhà chung trong một cái sinh đó, thì anh chị em ta thấy là nhiều nơi nó nói về bảo vệ cái môi trường. Thì về tất cả đó thì người Công giáo chúng ta cũng được mời gọi công tác cũng như là một cách nào đó là bảo vệ cái môi trường sạch xanh và cái môi trường của mình, từ trong gia đình tới môi trường giáo xứ cũng đã có nhiều phong trào, có nhiều nơi hoạt động để giữ gìn cái môi trường. Thì cũng đó là cái thứ hai, cái thứ ba nữa là dựa trên cái về cái tập huấn như vậy, cái thương hội đồng, tức là thương hội đồng vào ngày 8/4/2016, thương hội đồng về gia đình tại Roma, thì với cái chủ đề là cái ơn gọi và sức mạnh của gia đình trong thế giới ngày nay. Đó. Rồi qua cái là Hội đồng Á Châu và cũng lấy lại cái chủ đề này để đồng hành với những người trong cái châu lục của mình, thì với cái chủ đề là niềm vui của tin mừng và gia đình trong ánh sáng của Thượng Hội đồng Giám mục. Thì từ hai cái thương hội, một cái thương hội đồng của tại Roma và một cái một liên hội đồng Á Châu đã thì đưa ra những cái thư chung 2016, thì qua đó Hội đồng Giám mục Việt Nam đưa ra cái định hướng cho 3 năm 2016-2017 là chuẩn bị cho các bạn trẻ bước vào đời sống hôn nhân gia đình. Biết là các bạn đây là con người đã bước vào trong cái đời sống gia đình rồi, có những anh chị là cũng chưa có bước vào trong đời sống gia đình, đang chuẩn bị cách này cách khác, và việc mình học giáo lý về chuẩn bị cho một số kiến thức để chuẩn bị bước vào trong đời sống nhân gia đình. Rồi năm thứ hai là chúng ta đã qua 2017-2018 là đồng hành với các gia đình trẻ, những cái gia đình trẻ, có lẽ là anh nghĩ cái năm vừa rồi ha, cái năm vừa rồi cái năm đồng hành với gia đình trẻ là cỡ trẻ tuổi các gia đình của các bạn, của anh chị em đây, năm mười năm hoặc là mười lăm năm, hoặc là nhiều hơn nữa, các đây là cái vị gia đình nhiều thế hệ mà đa số các anh chị là gia đình trẻ, đồng hành với các gia đình trẻ. Rồi cái năm nay đó, năm nay chính là cái năm mà chúng ta theo định hướng của đồng giám mục là đồng hành với những gia đình đang gặp khó khăn,
thì theo cái định hướng theo thư mục vụ năm 2018, Hội đồng Nhân vụ Việt Nam vừa họp tại Mỹ Tho cũng đưa ra ba cái điểm nhấn, ba cái điểm nhấn đồng hành với những gia đình khó khăn, nhất là cái điểm nhấn là các gia đình di dân, các gia đình di dân. Rồi cái điểm thứ hai đó là những gia đình hôn nhân khác nào, hôn nhân khác nào. Rồi cái điểm thứ ba là gia đình bị bỏ vỡ. Thì chúng ta thấy về các gia đình di dân họ rất là phải nói là thời xa quê của mình lên các thành phố thành thị để mà sinh sống, cho nên là gia đình cũng bị xáo trộn rất là nhiều. Gia đình di dân mình ở đây thì có lẽ gia các anh chị mình ở đây giáo xứ toàn tàu thì không thấy được cái điều đó, nhưng mà những gia đình di dân, những gia đình nào, những ai anh chị em nào có những phòng trọ trong quê thì thấy rõ lắm, gia đình của họ di dân lên đây gặp rất nhiều khó khăn về kinh tế, về cuộc sống, về khó khăn về đủ thứ, về mặt xã hội, ngay cả về giáo hội cũng vậy. Giáo hội một mặt thì cũng là đón tiếp rồi cũng rộng mở, nhưng mà xem ra là nó khó. Nhiều khi mình cũng mở hoạt động này hoạt động kia nhưng mà họ không đánh vì mưu sinh kinh tế gia đình nên không thể về được, cũng như không thể đáp ứng được, nên mình chẳng biết được gia đình họ khó khăn ra sao. Mình thấy có những cái gia đình gặp khó khăn đó là cái đối tượng nhất là những gia đình di dân, những gia đình di dân nói chị nhà nào trong khu xóm trọ nhà nhiều nhà trọ biết rõ cái khó khăn của những gia đình này. Rồi tiếp theo là hôn nhân khác nào, hôn nhân khác nào là hôn nhân là đạp ai nấy giữ, đạp ai nấy giữ, hoặc là người thì là Phật giáo, người Công giáo, người thì tin lành là người thì Công giáo, và người thì đạo chính thống giáo thì đây chắc khó, nhưng mà có thể là một cái đạo khác, một cái người là đạo khác, đó là hôn nhân khác đạo, là hôn nhân khác đạo thì họ cũng gặp rất nhiều khó khăn trong hoàn cảnh anh chị em đang sinh hoạt như làm trong giáo lý, những người lớn đó thì cũng gặp rất nhiều. Và trước khi mình làm trong móng thì mình chưa không có gặp những cái khó khăn này, nhưng mà khi mà làm theo xã rồi mình giải quyết, mình đụng chạm về hôn phối nhiều, vừa nhận giáo lý cũng như là vừa giải quyết những cái hôn phối với đăng ký thì mình mới thấy là nó vô cùng là có những cái phức tạp lắm luôn. Cái hồi hôn nhân khác đạo, họ học đạo giống như là vô phúc thử thôi, tôi lấy được vợ tôi thôi nhà thờ, cái dạng này nhiều lắm đó, cái ông hạnh là lấy được vợ tôi thôi nhà thờ, tôi thôi nhà thờ, và ngay cả tôi cấm luôn cả vợ tôi, con tôi không được đến nhà thờ, nó còn đau khổ hơn nữa, nó có xảy ra. Nên đây là cái vấn đề khó khăn là về hôn nhân khác đạo, vì thế mà những người Công giáo của mình phải làm sao đây? Đối với trước cái gọi là cái gia đình mình bản thân đứng trước một cái người chồng, một người vợ và hôn nhân khác đạo thì đã khó khăn giờ từng đồng này. Rồi tới tức là gia đình bị đổ vỡ, cái gia đình bị đổ vỡ là gia đình ly thân ly dị chẳng hạn, do cái hôn nhân của mình nó không còn được, và bây giờ nó không còn được một cái sự đồng hợp đồng, một cái đồng cảm nào được, coi như là vợ chồng không còn có thể chung sống với nhau được nữa, đó là cái chung là sự đổ vỡ của hôn nhân. Thế thì đứng trước ba cái đồng hành những cái khó khăn này thì chúng ta làm sao để đồng hành với họ như thế nào?
có lẽ thì vừa rồi là cái vấn đề thứ nhất đó là về di dân, về di dân thì mình thấy là trong giáo xứ chúng ta ít lắm, ít thì giáo xứ mình là xứ toàn cầu, di dân thì nó tập trung vào cái số ở bên phía bên này thì ít, cái phía bên ngoài ít, mà ở phía bên trong thì nhiều, tức là về giáo họ hay là bên giáo họ một triệu, về giáo họ một triệu thì là di dân rất nhiều, họ về họ thuê mướn những nhà phòng trọ này nào kia đó, bên đó thì đi đường thấy chưa, thì thấy bên đó là phòng trọ rất là nhiều. Nên là chúng ta tập nhất là mình đồng hành là mình cùng với họ đến với họ để mình hiểu họ. Chúa Giêsu ngài đồng hành của chúng ta, ngài lên lọt vào trong những cái nhóm tự đó, lên lọt vào để hiểu họ, để tìm cách để giúp đỡ họ, để cho họ vượt qua cái khó khăn của họ đang gặp phải. Đồng hành là đồng hành là mình xem soi nói lại, đồng hành là cùng với họ để gỡ những cái khó khăn. Đồng hành là rộng mở chứ không phải là hay để loại trừ. Đồng hành là để giúp đỡ, nâng đỡ cả về tinh thần lẫn vật chất đối với chúng ta. Cho nên là hiện cái từ đồng hành với những gia đình gặp khó khăn, một mình chắc chắn là khó, nhưng mà cả một tập thể chúng ta, cả một tập thể một giáo xứ chúng ta sẽ đồng hành, thì hy vọng rằng là những cái người mà đang gặp khó khăn thì sẽ bớt đi những cái khó khăn, bớt đi những cái là những cái thách đấu thử thách trong cuộc sống rất nhiều. Di dân thì nó chắc chắn là họ thiếu thốn đủ điều, họ phải đau lòng, phải dứt ra từ một cái môi trường làng quê lên trên thành phố này, cái gì cũng là lợi, cái gì cũng gọi là nó khó, nó tiếp cận với nên. Cho nên là họ bị thiệt thòi rất nhiều, thiệt thòi nhiều lắm, thiệt thòi về đủ thứ. Vì thế là chúng ta cùng đồng hành với họ để giúp cho họ, nâng đỡ họ, giúp cho họ hòa nhập vào trong cái cộng đồng của mình một cách dễ dàng, đừng để nó tạo ra cái sự phân cách, là phân cách giữa người là làm hành thêm với những người từ xa quê, đừng để nó gây cái sự phân cách đó, mà hãy luôn giúp cho họ hòa nhập vào trong cái tập thể của mình, trong cái giáo xứ của mình, trong cái môi trường của mình. Và cái tiếp cận đó là đòi hỏi mình phải là cố gắng là mình là tập là mình phải, tức là mình phải hiểu, mình phải lắng lòng, mình phải đi tâm và đi hành, đi với các bạn mời gọi đi tâm và đi ra, đi đến với mọi người, tất cả người đó là ai, tất cả người đó là như thế nào. Rồi tiếp theo cái đồng hành, cái đối tượng hôn nhân khác nào khó, cái này khó tiếp cận, khó, rất khó. Và các anh chị thấy là đối với những cái hôn nhân mà ở Việt Nam mình, đối với người Việt Nam mình nữa, với người Á châu, từ họ sống gọi là kín, họ sống các kiểu khác khác kín, nhưng mà kín tiếp thì không có nói, anh nhiều khi cam chịu, nhiều khi chấp nhận được, mà tới khi là cái chuyện đổ vỡ, cái chuyện mà đi tới quyết định rồi thì nó mới nói ra, mới tới trình bày, thì có những chuyện đã rồi tới để xin một cái quyết định hôn nhân, tới để xin giải gỡ thì hơi khó. Nên đồng hành với những người với gia đình hôn nhân khác nào là một cái vấn đề khó tiếp cận lắm. Là giờ gia đình tôi không biết, gia đình tôi như thế, chị anh chị đừng có tới, là đừng có tới, hoặc là đừng có thăm. Nhiều khi mình tới thăm thôi,
tên tham quân phải nói về cái gì thì họ không cho. Khó trong ngày chồng muốn người làm chủ làm gì tới thăm hoặc tới có một cái gì đó để nhắc nhở gia đình hoặc là gì đó họ cũng không tiếp không có một cái thiện cảm đối với đảng, cho nên mình nói với nhau cảm là để chị họ đối với những gia đình mà khác đạo mà chồng hoặc là bà vợ mà có cái đời sống tốt thì nó tốt lắm. Nó cũng nhận bởi không tiếp tâm để mà là chi đang tìm trong cái kết một trong những khó khăn là những gia đình hôn nhân phải làm ra chúng ta thì xin các chị chúng ta cũng lưu ý để mình tiếp cận họ như thế này. Thật sự đối với cái hôn nhân mà phải đạt này rất cần và rất cần cái sự đồng hành của những người mà công giáo của chúng ta, chứ không thôi họ rất dễ là họ đạt. Lúc mà họ gặp khó khăn, họ gặp thách đố, họ gặp thử thách, chồng ốm con đau rồi tận lần của quay không biết tận cứu của đâu, là rằng là họ mới học đạo đi nhưng mà họ không có một cái đời sống tiến sĩ. Ngay cả chúng ta còn đạo đi đúng mà nhiều khi chúng ta còn trao đạo cũng bỏ đạo luôn. Còn những lúc họ chỉ là họ chỉ mới là cưới vợ xem hoa quay thai học đạo thôi thì chắc chắn là rất chết là bị trao đạo. Lúc đó có một cái thế lực, có một cái đạo nào nó lên lòng đạo thôi là coi như đi tập hết. Ngay thật sự ngay cả có nhà mình có đứa em nó bị cái tình trạng nó cũng là theo đạo. À, như là chồng thì được biết thật đẹp thật và ba người hai đứa con coi như bây giờ gia đình coi như là bỏ đạo tới nhà đi thật đạo tiếng lạnh chắc như tiếng lạnh rất là tin Thiên Chúa tin lắm luôn ngồi lấy cuốn tập ra đi thật câu là Chúa nhưng mà không có tin gọi là phép không có tin thờ Đức Mẹ hay gì tới giờ là thấy cái bàn thờ gỡ xuống còn chú này trên bàn thờ điều tiếng này là không thờ tổ được mà nó thuộc kinh thánh kinh luôn nó tin Chúa thôi mà nhờ nó tin nhờ khi mà nó tin nhưng mà thì có một cái nhóm biết tâm nguyện chia sẻ lời Chúa đón nhận rồi lúc đỡ về mặt kia giống cái phao đó thì thường là mình đã đạt được nó bắt nhưng khi lúc mình gặp những anh gia đình khó khăn mình đã đạt được nó mới để mình chia sẻ tấm để mình nâng đỡ tới để mình gọi là nâng đỡ là sống tin cho họ thôi. Thế mà mình thấy là khi mà học giáo lý xong rồi đi gặp gia đình thì những cái đối tượng nó rất cần cái sự đồng hành. Hôn nhân khác đạo hay là mới học giáo lý rồi thì mới cần rất cần cái sự đồng hành về đời sống đức tin khi họ gặp những thử thách thì phải có những người đồng hành, có những người đứng chân phải có một cái người là sẵn sàng giúp đỡ người về đời sống đức tin về tinh thần thì nó sẽ trả giúp được nhiều chứ không thôi là nó hiện diện trước mặt ngay trong gia đình mình cũng chẳng có đâu chứ. Đó là về hôn nhân khác đạo học đạo là nó càng con càng và chia sẻ nó người đầu tiên thì Chúa và không suy nghĩ không vì lẽ ông gì đầu tiên mà ngồi chia sẻ là Chúa kêu cái tiếng Anh là như một nọ tiếng Anh và đầu tiên thuộc lời Chúa thuộc người kinh thánh kiếp cả cho nên là đồng hành với những người hôn nhân khác đạo cũng đã là gặp cái sự khó khăn đã hạn còn đồng hành với những gia đình bị đổ vỡ là càng khó đổ vỡ không muốn chia sẻ không muốn gọi là cho ai biết được cái giống như mình nói là tốt thì khoe xấu thì chỉ
xem như đây là một cái sự sống mà mình không coi như đây là một cái vấn đề nhiều khi mình đang gặp, mình không có cái cách để mình giải quyết. Có những cái đôi với gia đình tâm xin cha con là ly thân ly dị ngồi xin tội hoặc là giải thích cho một hồi nghe về những hôn nó trở lại bình thường, có người giải thích. Nhưng mà thì nó nói là đây là cái người Việt Nam mình ít cực khi nào thổ lộ ra những cái khó khăn của vợ chồng khi mình gặp khó khăn. Ở bên nước ngoài nó có những cái phòng tư vấn hoặc là nó có những cái gọi là tới để mình chia sẻ với những con mới bị thấy khác thường trong gia đình là đi nó họ rồi hoặc là đi nó tới phòng tư vấn hoặc là nó tìm người nó thì họ còn ở Việt Nam mình đó, thì cứ gọi là giống như là kết quả tốt hỏi cha được hay không, con đi thân đi dị được hay không, được hay không coi như là xong rồi, coi như còn cứ quá gì chỉ là cha cho cha nó không đi nhưng mà con nó có rồi con theo con nữa thì không vì nó đã tăng tới mọi nguồn của vợ chồng không có gì cần đưa đến lên tòa đi dịch rồi đưa lên bên kia hết rồi nó kêu lên mấy lần cầm ngay chặt cầm cái tờ giấy trong tay như gì vậy hỏi chặt chặt đưa đi không có tội đi không học tội đó. Cho nên là cái này là một cái khó mà đối với cái gia đình mà đổ vỡ như vậy xưa rồi đổ vỡ rồi nó chỉ là dừng lại ở đó còn đi thêm bước nữa nó bước đối với một những cái giáo sư cũng gọi là hoàn toàn như giáo sư chúng ta thì quả thật là nó không dễ dàng gì chấp nhận những cái trường hợp như vậy. Tức là đổ vỡ rồi gọi là ly dị mà tái hôn, tái hôn như thế bước nữa không? Bước nữa. Thì đây đối với giáo hội thì mình đồng hành với nhau, tức là trong hôn nhân họ cũng đang gặp muôn vàn cái khó khăn rồi, đúng. Gặp khó khăn gặp đủ thứ trong cuộc sống đời sống gia đình của họ, rồi họ mới đi tới quyết định là con chia tay, chứ ai muốn chia tay, không ai muốn cả, chẳng ai muốn cái điều này xảy ra cả, nhưng vì là nó một lý do không thể chấp nhận, không thể sống nổi với nhau nữa rồi chia tay. Đã chia tay rồi là đi gì rồi còn đi bước nữa nhưng mà thay đổi thì đối với theo cái mục quốc là theo mục quốc rồi những cái gia đình cả mọi khó khăn như này thì chúng ta càng phải rộng mở cái vòng tay ngay cả như là để họ tham gia các hội đoàn, tham gia những cái sinh hoạt của giáo sư thì cũng phải rộng mở để tập nhận đồng tiếp của mình. Chứ họ cũng đau khổ lắm trong cái lao động và vô giáo sư lại thêm một cái đau khổ người này người kia nhìn dưới con mắt hình viên đạn của người này người kia nói ra tôi bảo thì làm sao chịu nổi được ư? Nên giáo hội mời mọi thân đồng hành với những gia đình khó khăn này bằng một cái tấm lòng và một cái sự quan đại rộng mở đón tiếp chứ không loại trừ nha, đón tiếp chứ không loại trừ, cố gắng cho dấu rằng là họ có như thế nào đi nữa thì tất cả mọi người chúng ta hãy cố gắng đón nhận họ chứ không loại. Còn để nói thêm về giáo luật vấn đề những trường hợp mà ly dị mà không tái hôn, không tái hôn thì vẫn được xưng tụng rất là trở lại bình thường, ly dị không tái hôn nha, ly dị không tái hôn thì cho rằng là cái người gây ra cái
thì họ với cái sự ăn năn nỗ khổ hay trở về với Chúa, chắc chắn Chúa cũng tha thứ cho họ để họ phải nhận ơn của Chúa. Vì không tái ngộ thì sự tổ chức lại trở lại bình thường, còn lý gì mà tái ngộ thì coi như là hiện nay vẫn còn đang là không được sự tổ chức lại. Để rồi mình có thể mình
và những người xa cách bên mình hơn, tiếp cận họ ở cái phần nào cần đến. À, thì các anh chị đi hay là cùng cần đến cái phần nào cuối cùng, à, giúp cho họ lại thật ý định hòa nhập cho nhà họ đạo lâu năm hoặc họ sinh tồn lâu năm, cần đến cảm giác cái vùng thì các chị cứ báo, em sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để ngay để mình đồng hành với họ, để chia sẻ với họ, giúp cho họ hòa nhập lại để trở thành một cái đời sống vững tin. Đã rồi có những cái đồng hành trong những gia đình nào nhiều khi là họ chung sống rồi mà chưa có nhận thức, chỉ vì một lý do là cha khó quá học vô lý cả năm trời, vô khảo rất lo tí, còn phải từ đó là tức giận lên không học hành gì nữa và chung sống đến tới giờ này. Nên tôi là những ngày đang chung sống với nhau mà chưa có biết tích, chỉ là chị cũng ba có thể tìm cách để gỡ cho họ, nếu mà đạo ai nó dưng, tức là mình gặp những người là công giáo hoặc người không công giáo thì là mình là xin cái pháp chọn đó để đạo ai nó dưng đó. Rồi còn là những người mà sống chung lâu năm rồi mà chưa có các phép gì đó, thì các tổ chức khác là thì xin các chị cũng giới thiệu lên ha, giới thiệu lên để rồi sự là đây là cũng muốn gỡ cho họ, tại vì họ là chung sống cả 10 năm, 10 mấy năm rồi. À, còn những cái đó cho nên là không nên chỉ là khảo qua một tí thôi, nhấn mạnh về một số cái lợi cái điều cần thiết thôi, rồi sau đó cũng cho họ cảm nhận là họ học tư hóa hay là cái gì đó để giúp cho họ. Đó là một cái cố gắng hết sức thì mà mình nhờ các anh chị lên tỏ lòng, những khi mình quen á, họ cứ tâm sự mình, tâm sự với anh chị, những khi mình quen hẹn là thành đông đó trong cái nhóm cuộc sống của mình. Thế như vậy thì báo lại mình giải quyết cho họ ngay á, đó cũng là một cách để đồng hành với những gia đình khó khăn. Nhưng mà những cái gia đình nào mà khó khăn về mà linh chi hay linh thân thì cái điều này ta cần phải đem sự cầu nguyện nhiều. Thank you.